dân ca quan họ Bắc Ninh là nói về nền văn hóa tổng thể, hợp thành từ nhiều yếu tố văn hóa nghệ thuật dân gian trong một quá trình lịch sử lâu dài, biểu hiện những ước mơ, khát khao của người dân xứ Kinh Bắc nói chung từ nhiều đời nay. Khi mùa xuân về, những người nông dân vốn tần tảo một nắng hai sương lại khoác lên mình bộ quần áo mớ ba, mớ bảy, nón quai thao, cơi trầu têm cánh phượng, đến với những canh hát quan họ, cất lên những câu hát làm lay động lòng người. Được thành lập từ năm 2015 với mong muốn giới thiệu rộng rãi đến người dân Vũng Tàu loại hình văn hóa đặc sắc của vùng đất Kinh Bắc. Câu lạc bộ dân ca quan họ Giao Duyên Vũng Tàu từ hoạt động hội nhóm những người yêu dân ca quan họ. Đến nay, những làn điệu quan họ đã trở thành một nhịp sống không thể thiếu của các liền anh, liền chị và trở nên quen thuộc mỗi người dân xứ biển vào các dịp lễ Tết hay trong những sự kiện quan trọng của tỉnh. Là người con vùng đất Kinh Bắc, quê hương của dân ca quan họ, anh Ngô Dũng hiện sinh sống tại thành phố Vũng Tàu cùng các liền anh liền chị trong câu lạc bộ dân ca quan họ Giao Duyên vẫn đau đáu nỗi niềm gìn giữ phát huy vốn quý này cho muôn đời sau. Thưa quý vị, những câu quan họ yêu thương da diết của miền Kinh Bắc luôn để lại bao vấn vương trong lòng lữ khách. Phải chăng cứ đến với Hội Lim, cứ đến với Bắc Ninh thì ta mới được thưởng thức những làn điệu dân ca ngọt ngào này? Theo tôi thì không hẳn là như thế, bởi vì trong mỗi dịp lễ Tết, những dịp quan trọng thì người dân phố biển Vũng Tàu vẫn luôn được thưởng thức những câu quan họ trao nghiêng, say đắm lòng người. Và hiện tại thì Quách Lan đang có mặt tại câu lạc bộ quan họ Giao Duyên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để cùng hòa vào không khí tập luyện của các liền anh liền chị nơi đây. Dạ vâng, chào các liền anh liền chị ạ. Có phải là các anh chị đang tập luyện cho một buổi biểu diễn sắp tới đúng không ạ? Hiện tại thì câu lạc bộ đang sinh hoạt định kỳ vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng. Trước khi đến với lại cái buổi trò chuyện hôm nay thì cũng xin mời khán giả cùng đến với lại một câu hát mộc của các liền anh liền chị câu lạc bộ quan họ Giao Duyên. Một em nhớ đôi bạn chung tình, hai em nhớ yêu điều, ba em nhớ tiếng nói, bốn em nhớ đến đôi người đồng tâm. À hồi à, hư hồi hư là hư hồi hư. Dạ vâng, thưa anh Dũng, dù là hát mộc thôi nhưng mà Quách Lan cũng đã cảm nhận được cái sự ngọt ngào và nhuần nhuyễn. Vậy thì câu lạc bộ có bao nhiêu thành viên ạ anh Dũng? Khởi đầu thì câu lạc bộ thành lập thì cũng chỉ có được khoảng độ 10 thành viên đổ lại thôi. Nhưng mà sau thời gian hoạt động cũng như là sinh hoạt thì có thể do cái đặc thù cũng như là cái hình ảnh của người quan họ cũng như là những cái câu từ của những lời ca quan họ đã làm cho rất nhiều người say đắm, và chính vì thế cũng có khá là nhiều người không phải là người gốc của quan họ nhưng cũng say mê những cái làn điệu dân ca quan họ của quê hương Bắc Ninh. Cái tên Giao Duyên thì nghe rất là quan họ Bắc Ninh rồi đấy ạ, nhưng mà anh có thể chia sẻ rõ hơn vì thì sao câu lạc bộ lại lựa chọn cái tên này được không ạ? Khởi đầu một nhóm anh chị em có ý tưởng thành lập lên một câu lạc bộ, thì lúc đó mỗi người đưa ra một cái ý tưởng để chúng ta đưa ra một cái tên nào mà hay nhất để chúng ta có thể đặt tên cho cái câu lạc bộ của hiện tại bây giờ. Thì lúc đó các anh chị em cũng đưa ra người thì câu lạc bộ hồn quê, người thì là hương quê, người thì duyên quê, nhưng mà đúc kết lại thì thấy cái chữ Giao Duyên nó là mang cái ý nghĩa, thấy có ý nghĩa và cũng như là nó có cái một cái gì đó mang tính chất của quê hương. Chính vì vậy cho anh em đồng nhất là lấy cái tên là câu lạc bộ Giao Duyên và thêm cái chữ là Vũng Tàu. Dạ vâng, với nhiều thành viên như vậy thì các lứa tuổi tham gia câu lạc bộ đa dạng như thế nào ạ? Với tập thể gần 30 thành viên trong câu lạc bộ, trong đó người trẻ nhất năm nay cũng 30 tuổi và lớn nhất thì cũng là ngoài 70. Có những người ở cách đây xa cả gần 30 cây số, tức là tận trên Hòa Long,
nhưng mà bất cứ sinh hoạt nào cũng tham gia với lại câu lạc bộ. Câu lạc bộ trực thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh. Chính vì vậy cho nên là những cái thiết thực hoạt động của câu lạc bộ là trên Trung tâm Văn hóa tỉnh có những cái chương trình, ví dụ như là thi tiếng hát dân tộc các vùng miền, rồi hội thi người cao tuổi, rồi các cái chương trình biểu diễn đầu năm để phục vụ công chúng, thì câu lạc bộ đều tham gia vào hoạt động. Và đặc biệt là ở thành phố Vũng Tàu thì câu lạc bộ cũng tham gia các cái hoạt động của phòng văn hóa, ví dụ như là các cái ngày lễ lớn 30/4, 29/5 và các cái ngày đầu xuân. Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo thì Quách Lan xin được hỏi một thành viên có vẻ là đã là một thành viên rất là kỳ cựu và lớn tuổi nhất trong câu lạc bộ rồi. Thì anh có thể chia sẻ rằng là ở câu lạc bộ Giao Duyên đã có những cái hoạt động, có những cái làn điệu đang theo đuổi và gìn giữ những cái làn điệu nào ạ? Là người con của quê hương Bắc Ninh, sinh ra và lớn lên thì cũng đã được nghe các cái làn điệu dân ca quan họ. Thì chúng tôi đã nghe quan họ thì lôi giống như nó thấm vào máu rồi. Thế thì đến bây giờ thì cũng có tuổi thì xa quê, thì anh em cũng thành lập một cái câu lạc bộ để hát quan họ với nhau, để lan tỏa các cái làn điệu dân ca quan họ tới mọi người. Câu lạc bộ quan họ Giao Duyên thì cũng đang theo đuổi các cái lề lối của quan họ cổ, quan họ gốc. Thì quan họ ngày xưa của các cụ là ngồi các cái có cái hát canh của các liền anh liền chị hát Giao Duyên với nhau. Quan họ thì có hát mời nước mời chầu, khúc giữa của canh hát thì quan họ lại hát các cái giọng vặt. Hết canh cuối cái canh hát quan họ thì họ lại hát các lớp giã bạn kết thúc của một canh hát quan họ. Nâng niu giá trị nghệ thuật độc đáo ấy, những năm qua, các liền anh liền chị của câu lạc bộ Giao Duyên Vũng Tàu đã có nhiều hoạt động biểu diễn giao lưu hiệu quả, góp phần bảo tồn, lưu giữ và phát huy bộ môn nghệ thuật truyền thống quý báu này trong đời sống xã hội. Qua học tập và rèn luyện kỹ năng biểu diễn, thành viên câu lạc bộ ngày càng được nhân rộng, không ngừng phát huy năng khiếu của mình phục vụ nhân dân trong và ngoài thành phố. Dạ vâng, theo Quách Lan quan sát thì trong câu lạc bộ quan họ Giao Duyên của thành phố Vũng Tàu thì có rất là nhiều thành viên trẻ. Vậy là một thành viên trẻ trong câu lạc bộ thì chị thấy rằng là cái vai trò trách nhiệm và cái niềm đam mê của mình đối với dân ca quan họ Bắc Ninh như thế nào ạ? Mình sinh ra và lớn lên tại miền quê hương quan họ. Thế là cái vai trò và trách nhiệm của mình thì muốn mang cái lời ca tiếng hát của mình, của làn điệu quan họ Bắc Ninh để quảng bá, thứ nhất là và giữ gìn, bảo tồn, phát huy cái làn điệu dân ca quan họ, và muốn là quảng bá cho thứ nhất là cái giới trẻ. Thế mình rất tự hào là được mang những cái câu ca quan họ diễn ở một tỉnh khác. Anh có thể chia sẻ thêm về cái sự định hướng trong tương lai đào tạo các lớp trẻ như thế nào để các con có thể tiếp cận với dân ca quan họ Bắc Ninh ạ? Đó cũng là cái trăn trở lớn của những người đứng đầu như là Ngô Dũng. Thực sự nói thì cái dân ca quan họ nó cũng khá là kén người nghe. Nó đòi hỏi những người, ví dụ như hiện tại bây giờ mới đưa được vào các lớp trẻ, chứ trước đây thì phần lớn là những người lớn trung trung tuổi trở lên để nghe những cái làn điệu dân ca quan họ. Còn lớp trẻ thì họ chạy theo cái xu hướng gọi là thời đại. Chính vậy cho nên là cái trăn trở của Ngô Dũng cũng mong muốn là được cơ sở ban ngành quan tâm và tạo điều kiện để cho cái dân ca quan họ nó đi sâu hơn vào với công chúng, với lại trường học. Là câu lạc bộ hoạt động thường xuyên và phát triển mạnh của Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Vũng Tàu, các liền anh liền chị đã góp phần quan trọng bảo tồn và phát huy giá trị di sản quan họ Bắc Ninh, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, làm phong phú phong trào văn hóa văn nghệ ở địa phương, lan tỏa tâm hồn bản sắc văn hóa dân tộc Việt cho các thế hệ. Rằng năm nay ơi đường vui như thế này, chúng tôi trở ra về điều có nhớ đến chúng tôi chẳng có nhớ đến chúng.